Dân ca Châu Thanh cùng đồng nghiệp tổ chức lễ tưởng niệm tại Việt Nam. Xót xa khi hay tin nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan qua đời. Trao đổi với phóng viên, dân ca Châu Thanh cho biết anh và các đồng nghiệp phối hợp cùng đại đức Thích Minh Phú tổ chức lễ tưởng niệm cầu siêu cho nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan vào ngày 17 tháng 3 tại chùa Tường Nguyên, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình lễ bắt đầu từ lúc 9 giờ. Chúng tôi, những người gần gũi, yêu thương thầy Diệp Lan, tổ chức một buổi tưởng niệm. Với tôi, đây là cách để thực hiện nguyện vọng về Việt Nam của thầy, dù không bằng hình hài xác thịt. Và cũng là dịp để thầy gặp lại đồng nghiệp, gặp lại học trò và những khán giả yêu quý mình. Danh ca Châu Thanh chia sẻ. Danh ca Châu Thanh nói, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan là một người thầy lớn trong nghề của anh. Sự ra đi của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan khiến Châu Thanh không khỏi xót xa. Nếu không có thầy thì không có tôi của ngày hôm nay. Trong quá trình gắn bó, thầy dạy tôi hát, cách ăn mặc làm sao để xứng đáng là người của công chúng. Từ bé, danh ca Châu Thanh đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Trong một lần đoàn hát về biểu diễn ở quê, anh được người cậu là nhạc sĩ Đoàn Huy giới thiệu đến gặp nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Sau khi nghe anh hát, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan mời anh về thành phố phát triển sự nghiệp. Ngày đó đoàn hát chủ nhật, chứ thứ hai không có ai. Tôi xuống đến rạp mà không quen biết ai nên phải nằm trước rạp ngủ. Đến hôm sau tôi gặp mới kể thầy nghe. Thầy cười rồi nói, tội nghiệp quá. Trong quá trình lập nghiệp, danh ca Châu Thanh từng có ý định xin nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan về quê làm nông. Thấy đàn em có tài năng, giọng ca sinh năm 1941 quyết giữ lại, động viên anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong ký ức của nghệ sĩ Châu Thanh, anh không quên món nợ ân tình mà nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan dành cho mình. Anh xúc động kể, thầy dặn tôi xem các giai nam rồi học thuộc hết, nếu có ai bận thì đưa tôi lên hát. Có một lần diễn viên bận nên tôi được hát dở khách sạn Hào Hoa. Nhờ vậy lương tôi từ 2,5 đồng lên được 10 đồng. Thầy dạy không công, không lấy tiền mà còn cho tôi tiền ăn. Đến bây giờ, danh ca Châu Thanh vẫn nhớ như in những lời dạy của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan. Khoảng thời gian ông sống bên Mỹ, Châu Thanh cũng thường xuyên ghé thăm. Khi đó, điều khiến nam nghệ sĩ xót xa nhất là chứng kiến nỗi nhớ quê hương của thầy. Thầy nhớ quê hương lắm. Những năm gần đây, thầy muốn về nhưng sức khỏe không cho phép. Dù nhớ quê hương, nhớ sân khấu, nhưng thầy không về được.